tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị internet. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 30/9/2015 vừa qua, huyện Mường La tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị internet tại trung tâm văn hóa thể thao huyện. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và chuyên nghiệp internet công cộng tại Việt Nam do quỹ VN Media Group tài trợ. Với sự tham gia của đông đảo người dân trong huyện, hội nghị internet đã thành công tốt đẹp, mang tới cho bà con một cách nhìn đầy đủ hơn về vai trò của internet đối với xã hội nông thôn ngày nay. Theo thống kê của ban tổ chức, hội nghị internet tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã thu hút rất nhiều lượt người tham dự. Đối với hội nghị internet, người dân đã được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn sử dụng máy tính và internet miễn phí. Nhiều bà con chưa từng biết sử dụng máy vi tính, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của các cán bộ kỹ thuật đã có thể tự tìm những nơi thông tin về trên mạng internet. Có những người đã tìm được nhiều thông tin hữu ích ngay tại nhà hội như các chính sách của đảng và nhà nước, các kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi, cập nhật các giá cả mặt hàng trên thị trường nông sản. Bên cạnh đó, người dân còn được thưởng thức các màn hình